Sao nói mẹ nghe coi. Lý do làm sao than khổ? Hả? Tè. Sao con nói đi. Mẹ bưng tôm tè. Ừ mà ừ, nó chị bả tè. Bả nói tè. Bả làm gì con? Tôi điện tôm phải mua tẹo cho bả. Rồi rồi sao con không đi đi? Chiếc xe đạp con ngoài đó. Xe mấy triệu mà không biết. Nó không có xe hả? Khỏi mua nha. Gì? Khỏi mua nha. Đặt chuyến này kìa. Rồi được. Sao có đi mua không? Không lấy xe sao mà đi. Sao không lấy chiếc xe đạp ra chạy? Không được. Sao không được? Bưng lên chứ ăn khỏe mà. Mặc để cho sân thủy. Mặc vậy rồi. Đi không được sao lấy tiền chi vậy? Trả tiền chị hai đi.